Xin chào lãnh chúa. Ai bảo là xin chào tướng quân Lavabo đấy? Tôi bảo là xin chào lãnh chúa Lavabo. Nhà ngươi bảo là xin chào tướng quân Lavabo. Nhà ngươi phạm tội khi quân phạm tội. Cúi cái đầu xuống. Chặt đầu. Tội đáng chém đầu. Tôi bảo cho ta được phép chém đầu. Ý người bảo là ta nói quan cho nhà ngươi ngậm máu phun người. Đúng không? Không, nhưng mà tôi không bảo là chào tướng quân, tôi bảo là chào đại tướng. Xong rồi tôi sửa thành chào lãnh chúa. À, đấy. Vậy thì càng sai hơn nữa. Đấy, trong khi ta là quốc vương của một nước, mà nhà ngươi dám bảo ta là một đại tướng. Nhà ngươi đáng tội chết. Đại tướng bên trái ngươi nè. Xin quốc vương tha tội. Đi ơi. Sao rồi, hồi nãy giờ có cái gì bất ổn không đại tướng Quang Đếp? Có đó. Nói cho ta nghe đi. Đó, nhưng mà chúng ta hãy đợi động đất. Lúc nãy tôi đang đi farm ở ngoài, thằng thay. Tôi đang farm cho thành của mình để up thành của mình lên cao hơn, thành của chúng ta phát triển hơn. Có một tên là Triệu Tử Linh. Kéo một đội quân đến trước mặt tôi, sau đó ép tôi nôn ra 5.000 cho hắn. Hắn bảo là hắn không coi thành của chúng ta là cái gì cả, trong khi tôi đứng ngay trước cửa thành của chúng ta luôn. Cái tên bại sạch đó hồi chiều bị ta chém cho chết, không gọi là không có cái tuổi đó nói chuyện với ta. Thôi được rồi. Sau khi động đất vào đây lắm mà bệ hạ, tôi rất muốn báo thù. Được, ta ghi nhận. Ta lấy tướng quân qua đi. Thì ta bảo là chuyện hệ trọng lắm, chúng ta phải đợi qua cái khung giờ động đất đó rồi chúng ta trở lại. 2:30 sáng mới reset mà động đất. Ủa? Gì nữa, chứ làm cái động đất bình thường là giờ này động đất, nhưng mà hồi nãy đã có động đất một lần rồi, đã cập nhật rồi. Thế thì bệ hạ hãy vô trong chúng ta nói chuyện. Bà hãy ngồi đi. Buông tâu bà hạ. Thần có lời muốn nói. Nói đi. Thì ngày hôm nay chúng ta có một tin tức rất chi là nguy kịch đó. Nói đi. Hôm nay thành Montebello đã qua đây và cướp tiền của người của chúng ta liên tục. Đó là cái thứ nhất. Đã vậy hắn còn cướp của người Hamas bên thành của lãnh chúa Alexander Khôi. Có nghĩa là cái thì, tên cậu cái tên gọi là cướp tặc đấy, muốn gây chiến với chúng ta. Đúng vậy. Bà ơi, chữ cướp và chữ tặc nó giống nhau vậy hả? Cướp là tặc rồi. Giống như cướp biển là thì, tặc á. Thì là như thế này. Lãnh chúa Alexander Khôi muốn lãnh chúa ngài và các đại tướng đi qua đó để có một cuộc họp. Và bây qua Montebello nói chuyện. Ta lệnh cho nhà ngươi gọi các tráng sĩ võ công thâm hậu tập trung tại ngoài kia. 5 phút nữa ta ra phải có mặt. Gửi một câu luôn. Được. Vâng thưa bà. Được. Ta xin được phép đi. Ta có vài thứ tàu với tất cả chiến binh tập hợp lại. Tất cả chiến binh tập hợp lại. Vào đây. Thì sáng nay là ngày đó có dạng là chuẩn bị yến tiệc. Người ta có liên hệ và là chuẩn bị yến tiệc khao quân rồi. Đâu? Yến tiệc có như thế nào? Có rượu, có thức ăn và mỹ nữ nữa. Đã quá vậy, có cho ta không đấy? Có, chắc chắn là có. Vậy hãy yên tâm. Nhà ngươi xứng đáng được thăng chức. Thăng lên đâu nữa hai bệ hả? Thăng lên trời. Ta nhầm, ta nghe thích quá. Nhưng mà bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là đi giải quyết. Điều đầu tiên của chúng ta là đi giải quyết. Đúng, cái gọi là cái công việc đó.
ta có một tin không được vui lắm, thông báo cho bệ hạ là nhà ngươi cứ nói. Sao Phương nó Phương nói với ta là sẽ dứt áo ra đi. Cái tên đây thì ta đã biết từ lâu rồi, nhưng mà thật ra ngày xưa là huynh đấy đỡ cho ta một nhát dao, nên là bây giờ ta trả nợ ân tình này thôi. Chứ ngay từ đầu thì ta cũng không có bệ hạ nghe xong sao bệ hạ im lặng dữ vậy bệ hạ? Để ta nói, tại vì ngày xưa huynh đấy là đỡ cho ta một nhát dao, chứ không thì bây giờ ta không còn đứng ở đây đâu bệ ơi. Nên alo rồi, nghe rồi. Ý là ngày xưa cái huynh đài đấy đỡ cho ta một nhát dao đó, nên là ta bây giờ ta mới gọi là trả, gọi là trả ơn thôi ha. Còn bây giờ cái huynh đài đó tự dắt áo đi, coi như là mình hết ơn hết nghĩa, hết nợ hết tình. Cạn tình cạn nghĩa. Đúng, đúng. Cạn tình cạn nghĩa. Đúng là một con rắn độc. Nhưng mà cái tên đấy nói như nhà ngươi như thế nào? Mấy người bình thường thôi, có vấn đề gì đâu. Nhưng mà đã vứt áo ra đi chưa? Thì lúc nãy đã đến người ta thông báo như vậy. Nhưng mà đã vứt chưa? Đã vứt áo ra đi chưa hay vẫn còn trong thành? Thế thì bây giờ chúng ta hãy xóa hết quyền của cái gì huynh đài đó đi. Tại vì là một khi là một con rắn độc rồi, lỡ bị lấy tài nguyên qua bên kia, có nghĩa ta nói là ta không nghĩ xấu cho gì huynh đài của ta. Nhưng ta là một đức vua, ta phải có sự bắt ấp. Đấy. Nhưng mà chưa biết là vị huynh đài đó đi qua đâu, mày mình cứ để nếu mà gặp thì mình gặp nói chuyện rõ ràng đó. Dù gì thì người ta mới thông báo vậy thôi mà, mình cần mỗi có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Ít ra người ta cũng đã từng là tướng quân của mình mà, đúng nhưng không? Nhưng tôn tuẩn nè, đã là tướng thì rất là gọi là thân cận của cái thành này, mà đã có ý dứt áo ra đi qua thành khác thì không được. Thì giờ phải nghe cái lý do của người ta đã, đúng không? Lý do là gì tôi biết. Lý do là gì tôi biết. Tại vì bên kia cũng là cái anh chịu vong linh gì đó, cũng là anh em kết nghĩa đó. Thì anh đấy anh chịu vong linh với lại là anh gắn độc xà, là anh đấy thân nhau hơn với tôi đó. Lý do là gì tôi biết. À, người ta đã đổi tên luôn rồi. Đúng. Đổi tên qua bên kia luôn rồi. Qua bên kia rồi. Người ta bây giờ thành người ta giờ thành họ chịu rồi. Ao chưa? Ra qua bên kia rồi. Người ta qua bên kia rồi. Được, để ta xuất nhà ngươi ngày này ra bộ câu đó. Đấy, có câu chuyện gắn châu quá. Đấy. Đi thôi. Chung là vậy. Chung là bên thành mình thì mọi thứ nâng cấp là đang theo kế hoạch. Bên ngay đâu thì bên thành của anh Alex thôi thì đã lên được lò rèn cấp 3 rồi. Mình mới lò rèn cấp 2 hả? Đúng, mình mới lên cấp 2. Thôi bây giờ từ từ, không vấn đề gì cả. Được, được, được. Bây giờ mình cứ cái gì huynh đài, nghe ta nói, chúng ta có gọi là chiến sự rồi. Xin thưa các vị huynh đài và các đại tướng trong thành Haven, thì hồi chiều này có một tên gọi là cướp, không phải cướp, nói cướp thì sai, chính xác là thành Montibel muốn va chạm với chúng ta. Nên là bây giờ chúng ta phải cần có một câu một cuộc nói chuyện cho gõ gà. Các vị huynh đài hãy lấy cho mình mỗi người một con ngựa đi hợp ta. Rõ thưa bệ hạ. Tất cả binh lính lấy ngựa đi. Bệ hạ, chúng ta hãy đợi 2 phút để mà các binh lính chuẩn bị đầy đủ rồi chúng ta đi luôn. Được. Hôm nay mà nói chuyện không ra lẽ thì chúng ta cho bên kia biết một bài học đắt giá luôn. Nói chuyện không ra lẽ, chúng ta cho bọn chúng ra máu. Ờ, bè ơi, thì cái yến tiệc là mình có xong cái này mà có luôn đi luôn, hay là mình giờ lại để mình thông báo cho mình chuẩn bị để thôi. Thế thì hôm nay ta qua nói chuyện đã, rồi chúng ta về dùng yến tiệc để cho các sĩ khí của chán sĩ ở đây lên, rồi bắt đầu ngày mai chúng ta va chạm. Đúng.
Yến tiệc thì khi mọi người đi xong ấy thì sẵn mà xếp vô hàng đi. Mọi người đi qua cái The Silver luôn nha. Cái màu cam cam ấy. Được được được. Ta thích cái yến tiệc đó. Ta sẽ đi đâu qua đó trước. Được. Để ta về dặn xe ngựa, xe chở medic đi sau cùng nha. Xe chở bác sĩ đi sau. Xếp thành hai hàng đi. Ta nghĩ là mọi người chuẩn bị xong hơn hết rồi đó. Ở đây còn hai người nữa. Rồi. Hình như là đủ rồi đó, di chuyển thôi bà. Đi theo ta, di chuyển chậm gàng thôi nha. Người đi sau cùng nhớ đóng cái cửa lại và đi theo hàng. Nên nhớ nha, những ai mà đang là bộ binh, nếu như là bộ binh thôi thì tí lỡ may mà có đánh nhau á, có chiến á thì hãy xuống ngựa nha, đừng cố ngồi trên ngựa làm gì. Còn kỵ binh thì cứ thích là qua thành của Alexander Coy để chúng ta nói chuyện chứ. Không biết có lãnh chúa đó không? Bây giờ ta nghĩ là có đó. Ta đã hẹn lãnh chúa là 10 giờ tầm đó rồi. Được. Long ca lồ xuống long ca rồi. Dương. Xin chào các tướng lĩnh thành Broven, có chuyện gì vậy? À, được lệnh mời của Alexander Coy thì bọn tôi muốn qua đây nói chuyện cơ mà. Đại tướng quan điếc của tôi bảo như thế. Về cái chuyện của các Xin chào lãnh chúa Lavabo, ta là Alexander Coy, lãnh chúa của thành Lama. Bọn ta cũng đang định sang thành quân của các ngài. Mình làm nhanh thôi. Anh em kỵ binh chạy qua đây đi. Binh di chuyển đi. Có câu chuyện như này muốn nói với ngài. Ngài là Babu. Ta nghe. Có mà. Lúc nãy thì anh nhớ lại mối quan hệ giao hảo giữa hai thành chúng ta. Hai thành chúng ta mà. Là hai thành anh em huynh đệ kết nghĩa, kết giao từ khi mà mới thành lập vương quốc và trị vì tại cái miền đông phía bắc vùng lãnh thổ thế giới này. Tuy nhiên ở khu vực phía nam có một thành nổi lên, nó là thành Motibel của lãnh chúa Triệu Tử Linh. Anh ta nổi loạn, đang cướp thành của ta. Vừa rồi thì một chiến binh của bên ta bị cướp 7 cục vàng. Có lý do vì sao mà ta muốn sang nhờ quân lực của lãnh chúa Lavabo kết hợp cùng quân lực của ta tấn công thành Motibel. Được, ta nhận lời. Vì anh em chúng ta đã có giao kèo với nhau rồi, sống chết có số, quý do trời. Hôm nay Alexander Coy và các vị huynh đài đây gặp nạn, chúng tôi nguyện một lòng giúp đỡ. Lãnh chúa Lavabo cùng tất cả huynh đệ anh em tướng quân của thành Braven. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ sang bên Motibel để xem bên họ nói gì. Đố triệu trả để xem bên kia nói muốn gì. Quân quang nước vẫn đang đứng kia. Từ từ đấy, bọn tôi sắp xếp lại hàng. Bên phải đây, chỗ mỏ này. Đây, cứ hàng này đây. Đi thôi, di chuyển. Đi thôi các vị huynh đài. Có phải bọn chú bên kia không Lavabo? Anh xuống. Mình cứ qua thành người ta, không cần phải lên. Cứ qua thành. Tự người ta về. Ngài biết đường tới Montebello không vậy? Có đó. Anh chúa Lavabo ơi. Ta nghe. Anh chúa Lavabo. Đại tướng à. Nghe. Thế bây giờ mình sang không, nó ở đây nó cướp luôn mình thì sao? Mình không lên nói chuyện luôn. Trên kia đấy à?
mình qua thành nói chuyện rồi kêu người ta cử người tới nói chuyện với mình luôn. Tất cả các vị huynh đài nghe lệnh của ta, vòng quanh trên đó bao vây lại. Họ đứng trên kia gạt em lên luôn. À người của thành Monty Bell, mọi người đứng đây làm gì? Chiều tướng quen ngắm gió đó, bọn ta đi ngắm cảnh. Cho ta hỏi 7 cục vàng của tướng quân bên ta, sao các người dám cướp? Đúng. 7 cục vàng nào nhỉ? 7 cục vàng nào? Tướng quân nào ra đây chứ, người ta bảo cho tôi mà. Tướng quân Tô Bay của thành Hanma bị cướp. À. Người ta bảo là anh có muốn cái này không, tôi cho này thì tôi bảo đâu cái gì thì người ta vứt xuống thì tôi lấy thôi. Đúng. Có đúng chuyện đấy xảy ra không tướng quân Tô Bay? Không thấy đi cùng rồi. Có tôi. Đây tướng quân Tô Bay lên đây. Tôi bảo là cho xin 5.000, xong rồi anh ấy bảo là thôi, tôi có cái này anh có lấy không? Thế là tôi bảo thế là đâu cái gì đấy? Thế anh ấy bảo anh vứt xuống 7 cục vàng thì tôi lấy thôi. Không, tôi còn cảm ơn nhá. Thế cho ta hỏi, các vị huynh đài đây dám cướp nông dân bên ta, vì huynh đài dễ thích đi, tại sao làm điều đấy? Ai cướp ấy nhở? Ai cướp là gì có bằng chứng? Lên à, không có ai cướp hết. Bằng chứng à? Đây, bằng chứng là tôi bị cướp 5.000 tại mỏ. Đấy. Tôi bị cướp 5.000 khi đang khai thác gỗ. Đó. Sao lại nhiều người vu khống thế này nhỉ? Tôi cũng bị cướp mà. Nhiều mà tiếc 5.000. Khai đao thôi. Thì các anh chúng ta không cần nhiều lời với cái này đâu. Đại tướng Lavabo. Trời ơi! Tôi không phải lắc kỹ. Mày chịu tụi bên chơi. Chơi chịu tụi bên. Phải lách ngựa chạy lâu quá. Ui, đéo gì con ngựa bay mày cao thế. Hỗ trợ. Giết kiểu gì. Về đi. Bắt người của tướng quân rồi tướng quân. Này, hậu giá anh em. Về đi thằng chủ. Hậu giá anh em. Đây. Lùa nó về thành luôn cái gì quân đài. Lùa nó về thành luôn. Bác sĩ à? Đi, tôi bắt tí này. Như hoa cô nương, xin dừng chân.
Như Hoa cô nương, nghe tao nói. Ta là vô đệ đây. Trời ơi, Như Hoa cô nương, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao muội lại đầu quân cho Thành mới quay? Quay. Tại vì chờ tụi Linh là cha của ta đó. Không còn có bỉ từ nào để nói về muội được. Cáo từ. Trời ơi. Đâu? Chúng ta đi theo bên ta. Thì huynh đi theo người đấy đi. Xong chưa? Xong chưa anh em? Xong chưa? Xong chưa? Trời ơi. Đi qua đó. Xong chưa? Cái gì bên này? Nên nói chuyện là tụi nó chối cho nên là tụi mình vô tụi nó chém theo lệnh của Lâm Vô nè. Chứng cứ gành gành như vậy rồi, không lẽ các tráng sĩ bên ta nói chuyện ngậm máu phun người? Nếu mà không nhận đúng vậy chứ có lẽ là muốn đúng. Chiến tranh với nhau. Chúng ta chơi thôi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Mình có mất người nào không đấy? Không. Có đó, nãy thấy chiến binh nằm bên kia đó, mà đồn nguyên đó. Đại tướng, ta nghĩ tình huống hồi nãy chúng ta làm rất là tốt. Tình huống nó kết thúc rồi. À nghe không? Nhưng chúng ta hãy giữ cái đầu lạnh. Đúng. Ta nghĩ là chúng ta phải cảnh báo bọn chúng trước. Nếu mà bọn chúng đã nói là không nhận như vậy thì bọn chúng ta nhắc chúng ta nhắc với bọn chúng là không được qua miền đất này nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bọn chúng ta sẽ cướp bọn chúng. Cướp bọn chúng liên tục. Bọn chúng tới hỏi thì chúng ta từ chối giống như vậy. Mẹ nó đi. Qua chơi chết mẹ đi. Chơi rồi đó, nó chết mẹ rồi, nó chết mẹ rồi, hay phải lo chết. Chết mẹ còn cha chơi tiếp. Cha đang dưỡng thương. À, chơi hết cả dòng họ luôn rồi hả? Các vị bên này vào thành đi, cẩn thận nhá. À, cuộc chiến nó kết thúc rồi, không sao đâu. Khi nào người ta muốn đánh thì người ta sẽ bảo mình lại. Đúng vậy. Còn đi theo ta qua thành của Napoleon đi. Các vị bên này à? Rồi, Hoàng Phi luôn xích. Đi theo Hoàng, đi theo Hoàng, đi theo Hoàng. Qua luôn đi, qua luôn đi. Mình đang vội lắm rồi. À, qua luôn hả? À. Vậy à, đi qua luôn đi. Để người ta chơi cho thoải mái. Ta đây, ta đây, ta đây. Lãnh chúa băm bọn nó vội thế. Tôi không nhận. Ủa? Đâu? Xong rồi hồi nãy là lãnh chúa cũng ho ho với tôi mà bảo sao sao mà. Tôi tưởng đâu ý của lãnh chúa là như thế. Thôi khỏi. Không sao. Ừ bà hả? Đúng vậy, không sao. Chuyện đã qua rồi. Không thể bước lại được. Không sao cả. Nhưng chúng ta hãy giữ cái đầu lạnh lần sau. Đúng rồi, lần sau chúng ta hãy giữ cái đầu lạnh. Bởi vì anh nhớ, bọn chúng cướp của chúng ta thì bọn chúng phải trả giá. Đúng, nhưng mà bây giờ ví dụ hồi nãy người ta không nhận, người ta bảo là người ta không có, thì theo lãnh chúa sẽ làm gì tiếp? À, lúc đấy mình sẽ gạ nó xuống khu đất vắng vẻ hơn, trông vắng hơn thì mình mới băm. Trên kia đúng vậy. Người khó băm. Được. Và cho ta nói, cho ta bệ hạ cho ta được nói. Nói đi. Nếu ví dụ chuyện đó xảy ra hồi nãy, chúng ta cũng có thể xử lý bằng cách là cấm bọn chúng, không cho bọn chúng đi ngang qua đất của chúng ta hoặc là đi ngang qua mỏ là cái nhất. Cái thứ hai là chúng ta có thể gọi là cướp lại bọn chúng mà không nhận, giống như bọn chúng vậy. Một khi mà bọn chúng khó chịu thì bọn chúng sẽ tự giác gây chiến với chúng ta. Tắt 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 nhạc mía ơi. Được, ta ghi nhận. Lúc đấy ý của ta là đang định là đè bọn nó ra, cướp lại đã. Nếu bọn nó mà đúng cướp lại thì chúng ta mới đánh. Lúc đấy, vào hơi nhanh. Lúc đấy ta thấy có một vị tướng bên kia rút kiếm ra rồi. Ta nghĩ là bên kia không muốn đàm phán đâu. Theo suy nghĩ của ta là như thế. Thôi được rồi, không sao lãnh chúa ạ. Chúng ta rút kinh nghiệm rồi những trận chiến sau. Ok vậy. Nhưng mà thành đấy có liên gia không đấy? Lãnh chúa này thôi. Thành đấy. Ta cũng không biết là thành đấy có liên minh như thế nào không. Ta nghĩ là nếu bọn tìm về, nghe đâu là thầy chưa sắp vào liên minh với thành Zeraka hay sao ấy. À Zeraka. Thế bây giờ được rồi. Tôi và Alexander Khôi, chúng ta phải có một cuộc đi xuống thành Tavarin rồi đấy. Đi xuống đấy cùng với ta. Được, thành đấy thì ta cũng có mối giao hảo khá là tốt, nhưng mà xuống ta mở lời cái là được. Đi, chúng ta đi thôi. Đi.
rồi. Chỉ vậy thôi. Lên rồi cầm cái này. Quân Nam đi. Có bác sĩ không? Có bác sĩ không? Có đây. Thôi cái gì quên đài di chuyển xuống dưới đi. Đâu. Tôi xin. Ê, di chuyển xuống. Ngựa nó gì quên đài, ngựa nữa. Rồi, cảm ơn. Đi thôi, làm chú lên coi. Chết mẹ còn yến tiệc sao ta? Hey. Đi thôi, có gì bên đài ơi. Đài à? Nguyễn Đài thì đông thế nhỉ? Thanh này của Thanh nào ấy nhỉ? Tên là Thành. Tới rồi. Anh gì? Đâu? Không, anh này cơ mà. Anh Hồng này. Hỏi cái anh Hồng Hồng này. Trời ơi, cái anh Hồng này thì cứ chạy đi rồi. Nói chung là như thế này, là người của Monty B đúng không? Cho bọn tôi coi túi tiền cái thứ của anh. Túi tiền ra huynh đại ơi. Nhanh lên. Bé đi đang cướp thành Monty B kia, chạy bé đi. Chúng ta đi nói chuyện mà, Là vậy thôi, bỏ qua đi, cho người ta về. Bên phải có người kìa lãnh chú ơi. Đây. Hình như lãnh chú của bên Monty B nè, lãnh chú ơi. Chị, có chuyện gì đây? Sao đây, tôi đây. Đâu, có gì đâu à. Lãnh chúa thành Monty Bell đây à? Đây, tôi. Sao ăn mặc buồn cười này? Bọn ta vẫn đi để đòi lại số tiền mà các ngươi đã lấy của bọn ta mà. Tôi đang làm nông dân rồi. Để ta chỉ được tiền chúng ta trả lại cho sau nhá. Không được thì, không có tiền đâu. Không được à? Không được thì muốn như nào? Luôn đi. Nhưng mà lãnh chúa chịu tới Linh ơi. Có phải hồi nãy chỉ cần ngài nói là có lấy xong rồi trả lại cho bọn tôi thì cuộc chiến này đâu xảy ra đâu. Nhưng mà không có luật trả thù mà đúng không lãnh chúa? Ngài có thể cướp lại của bọn tôi mà. Bọn ta đang nói chuyện để cướp đấy chứ. Nhưng mà chứ gì đã băm rồi. Đã băm đâu? Tôi hồi nãy là lệnh của tôi băm. Tôi hơi nóng vội. Lúc đấy là ta để ý là có một viên đá tự dưng nó rơi vào đầu của lãnh chúa Lavabo. Thế anh ấy bị giật mình, tưởng bên ngài ném. Thế là anh mới nhất quyết đánh mạnh luôn. Anh ấy bị giật mình, hiểu không? Tưởng bị đánh lén. Nhưng thưa lãnh chúa Tiểu Tư Linh, hãy khoan nóng vội. Tại vì các vị huynh đài bên tôi bị farm đấy, xong bị cướp mất tiền. Mà sau khi hỏi lãnh chúa thì lãnh chúa bảo không có biết gì hết. Nói chuyện với giọng điệu rất thích thức. Nhưng là tôi có hơi nóng tính. Ta thì có gì nói đấy thôi. Ta là lãnh chúa, ta có bao nhiêu việc làm sao ta biết được. Nếu may có một vài người đi cướp thì bây giờ bên ngài phải báo với ta thì ta biết được chứ, để ta xử lý. Lãnh chúa nói dối. Nhưng ngài băm thế luôn thì Đúng, ta nhận. Sống có lãnh chúa Lavabo ơi. Hơi khó để giải quyết. Hả? Dài dòng quá hay là ôi. À thôi à, lãnh nói chung là như thế này. Lãnh chúa chịu tới lên. Các ngươi đánh ta đi, bây giờ ta cho phép đánh đấy. Đánh ta đi. Đánh nhà ngươi để được gì? Thì đó, đánh một người không có vũ khí thì chỉ thấy nhục thôi. Hay lãnh chúa ơi. Hay quá. Vỗ tay cho chịu tử linh cái gì đến đài à. Hay quá. Nhưng mà nghĩ là thành chúng ta là không sợ chúng đâu. Lui ra để tôi xiên cho. Ai cứ về ra đi. Triệu tử linh lãnh chúa là ta dáng một đấng nam nhi. Nhưng triệu tử linh nào, cho ta có đôi lời gửi nó về huynh đài được không? Mời ngươi nói đi. Ta vừa biết là có một vị huynh đài Triệu Tử Ben vừa gia nhập thành của vị huynh đài đấy. Thì ta chỉ muốn nói là mới sáng này thôi, ta còn hỗ trợ tiền, ta còn hỗ trợ vũ khí,
đó cho bản thân để mà gọi là phòng thủ. Đợi ta một tí, ta có điện thoại. Ố, điện thoại là gì? Điện thoại là cái gì vậy? Điện thoại là gì? Tưởng nó là một câu đức thư. Ác vậy ta, lãnh chúa này là thời nào ta? Tinh không à? Trời! Cho ta hỏi lãnh chúa, điện thoại là gì vậy? Ta nghĩ là cả cái lãnh cầu này có duy nhất một chiếc của Triệu Tử Linh thôi. Vậy thì ai gọi? Một hai chiếc đúng không ạ? Tiếp lãnh chúa cho tôi đi tiếp kia là tôi nhận từ khác kia quá. Hà đã gửi cái lời nhắc đến cho Triệu Tử Linh chưa về đất của chúng ta? Ở đây thì ta có. Ta quay lại rồi. Triệu Tử Linh nào, ta có đôi lời như thế này. Thì ta thì muốn hòa bình để phát triển đất nước. Đấy, nhưng ta muốn nói là các vị huynh đài thành của nhà ngươi ấy, mà có qua bên Hamas thu thuế hay là cướp bóc một lần nữa thì chắc ta sẽ không nhân nhượng. Đúng. Nghĩa là bên bây giờ bên mỏ của Hamas là của thành Hamas và thành Raven. Đúng. Người của bên thành Montebell đừng qua đó để đào quặng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi đi qua đất á, thì cũng phải cẩn thận. Đi qua đất của bọn ta thì bây giờ để tránh cái việc mà cướp bóc xảy ra, bọn ta sẽ gọi là cấm cửa người Montebell đi qua đất đó. Ok. Ta sẽ không đi qua đất đó đâu. Nếu bọn ta thấy người Montebell qua đất đó, bọn ta sẽ chặn đường lại để mà nói chuyện hoặc là làm gì đó. Lúc đó ngài tự hiểu. Đây là tối hậu thư của hai thành bọn ta đấy. Run! Ê ơi, bọn ta... Scatter! Ta không đi qua đấy nữa. Là xong đúng không? Go! Run! Everyone run! We can't stop them! Ok, dài nhóc. Khi nào bọn ta qua thì bọn ngươi sẽ công kích đúng không? Không, bọn ngươi qua bình thường nhưng mà qua không được farm quặng này. Với lại là không được cướp của dân của bên ta nữa, thế thôi. Nếu mà còn một trường hợp nào xảy ra nữa thì bọn ta sẽ không nhân nhượng. Ok. Chỉ cần có một trường hợp xảy ra là người bên Montebell qua cướp thì bọn ta là sẽ chặn đường luôn. Là Montebell đi ngang qua bọn ta sẽ chặn, là bọn ta làm những gì bọn ta cần làm. Đúng. Vậy thôi. Bell. Nói chung là bọn tôi có cảnh cáo trước, nhưng mà các vị huynh đài đây vẫn như thế thì bắt buộc bọn tôi phải có biện pháp trừng trị đó. Đại tướng ô lộn lãnh chúa Triệu Tử Linh ạ. Ok, ta hiểu rồi, ta có việc, ta phải đi luôn đây. Được. Cáo từ. Ủa, Tevarin Lavabo lãnh chúa không qua Tevarin à? Đây. Quên. Chỉ qua Tevarin. Chị đây tập trung đông thì mới quên. À, ta muốn gặp lãnh chúa bên Tevarin đấy. Ta có một số đôi lời muốn nói. À, nhưng mà... Nhưng mà mấy quân có thể đứng ở đây để chúng tôi vô chuyện lời. Được. Cầu này hơi bé, mấy qua đông có mấy quân thì té xuống dưới được. Lãnh chúa của thành Raven. Có qua đây muốn nói chuyện với lãnh chúa thành Tarin. Tevarin. Tevarin. Đúng rồi. Tevarin anh ạ. Tevarin. Thì bọn ta là từ đường xá xa xôi xuống đây thì chắc chắn nói chuyện cũng rất là quan trọng. Thì không biết là cái chuyện này chỉ có ba chúng ta họp mặt với nhau có được không? Được, cái đó được chứ. Ok.
Thì mình đi qua trên phía sau đội đó đi ha. Các vị tráng sĩ, hãy đợi ta. Ném đây giao lưu đi nha. Bí mật quốc gia. Thôi, ok rồi đó, đây đẹp rồi đó. Rồi, xin mời lãnh chúa Khôi. Xin chào lãnh chúa Bi. Hôm nay thì lãnh chúa Lavabo muốn sang gặp thành Tevarin để có một vài câu chuyện khởi đầu cho một sự kết hợp hoàn hảo của vùng đất của ba chúng ta. Phiền lãnh chúa Lavabo nói đi. À thì theo như một cái thông tin mà của mật vụ bên ta thu thập được lãnh chúa ạ, thì thành Zekala và thành Motipay là có gọi là liên minh với nhau để chuẩn bị có một cuộc chiến lớn. Thì hôm qua tới giờ thì ta thấy là thành Motipay rất là hóng hách và ngông cuồng. Giống như vừa nãy bọn ta vừa giải quyết một câu chuyện là các vị tướng trong thành Motipay đã đi cướp bóc các dân làng bên Hamas và Haven. Bọn ta rất bức xúc. Cho ta đúng mạo vậy. Cho ta mạo muội được hỏi lãnh chúa đây có thân với thành Mail Bay bên kia không, quan hệ như thế nào để ta tiếp tục câu chuyện. Hiện tại là mình cũng đã từng giao chiến với bên bển, nói chung là cũng bển cũng cướp bên đây, nhưng mà sau một hồi có nhiều chuyện xảy ra thì mình cũng đã có trao đổi một ít với bên bển. Hiện tại là mình cũng chưa thấy động tĩnh gì của bên lãnh chúa bên bển hết đó. Hiện tại là trước mắt là bên mình chưa không có đụng nhau, nên giờ mình cũng chưa biết là lãnh chúa bên bển này có ý định gì, cũng chưa qua đây nói với mình nữa, tại vì sáng bên mình với bên đó cũng đang mới giao tranh, mới giao lưu với nhau đó. Nên hiện tại là hai lãnh chúa đang qua trước lãnh chúa bên bển đó. Lãnh chúa bên bển hiện tại là chưa có động tĩnh gì hết. Giờ cái đó là chỉ có như vậy thôi, mình cũng chưa biết tình hình ra sao nữa. Lãnh chúa coi, chú có nói gì không? Tôi định hỏi là ý của lãnh chúa Lavabo là muốn như thế nào với thành Tevarin này? Rõ hơn. Là bây giờ hai lãnh chúa chắc chắn là bên Motivel với bên Zekala đang phối hợp nhau, là bắt đầu là liên minh luôn rồi hả? Mình cứ chắc nắm thông tin nữa chắc kia. Chưa. Bọn ta thì hiện tại là đang gọi là liên minh, gọi là cùng nhau phát triển kinh tế thôi. À thì chưa nghe được thông tin đấy. À thành chú Khôi chưa nghe à? Ta chưa nghe thông tin đấy. À hôm qua thì như thế này. Hôm qua thì ngay bãi Hamas đấy, thì chúng ta là hai bên là cũng có giao tranh nhau để mà tranh giành farm. Thì tôi là lúc đó là lãnh chúa Lê Khôi không có thức. Tôi cũng bảo là thôi bây giờ là anh em cùng nhau farm cái mỏ đá này, xong rồi đợi lãnh chúa thức dậy rồi chúng ta đưa ra quyết định đấy. Rồi đấy, ta hiểu rồi. Ok lãnh chúa Lavabo. Ok, là cuối cùng là hiện tại là mình trên cái thế giới này đang xảy ra là mình đang có năm thành của mình đúng không, đâu còn thành nào là khác nữa đâu đúng không mấy huynh? Đúng, còn một hai cái thành nhỏ không tính. Đúng rồi, cũng khó quá ta. Hiện tại đang giống như là bên mình đang đứng giữa hai bên liên minh vậy đó. Đúng rồi đó. Bây giờ chỉ cần nhà ngươi mà nghiêng về bên nào một cái là bên đó có lợi thế. Lãnh chúa đây hay là một mỹ nữ rất xinh, giống như thế đấy. À định chén lãnh chén lãnh chúa Bi à? Giờ mình có thể dừng câu chuyện cho đây, mình lên trên phòng chia nói chuyện cho lãnh chúa Lavabo. Ê, thật ra ta qua đây chỉ muốn nói với vị huynh đài đây là bọn ta muốn, ví dụ bên kia mà có qua bên đây mà muốn liên minh ấy, thì xin vị huynh đài đừng từ chối khéo, đừng theo phe bên nào cả, để bọn ta có một cuộc chiến 2 và 2 tổng tấn công. Đấy, ý của ta là vậy thôi. Ok rồi, ok. Thì trước tiên mình không dám hứa với mình trước, nhưng mà mình phải coi thờ cuộc nó ra sao đã, cái tình thế coi sao đã. Nếu thực sự là nếu mình vô mà vẫn không có trên lệch một bên nào, hay là bên nào thua thiệt quá, hay là đúng, mình cũng phải coi tình hình bên bển sao đã, thì mình sẽ tự cân nhắc.
đúng đó, rồi đúng cái rồi đó là anh để cho nó sẽ có một cái cuộc chiến hay nhất có thể đó như ý Quỳnh Long Bobo muốn đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Thì trước mắt là hiện tại là mình chứ bên đây vẫn là cuối cùng là bên đây là tình thế là bên đây giờ vô trung lập rồi đó. Nhưng mà còn hiện tại là mình không có hứa trước nhưng mà mình sẽ có cuộc nói chuyện với mấy binh sau để coi tình hình thế giới coi sao đã. Rồi đó. Coi như là hiện tại là anh em bên mình sẽ không đụng nhau nha. Bên đây sẽ là trung lập luôn, cả bên kia cũng vậy. Được. Mình sẽ không có tham gia bất kỳ cuộc chiến nào của hai bên. Đó, trước mắt là vậy. Sau khi là nếu mà có gì xảy ra mình sẽ chạy, mình sẽ qua bên hành Raven hoặc bên hành của Hama để mình nói chuyện. Đó, nếu có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì thay đổi mình sẽ báo trước khi mà mình hành động. Hình như có chém nhau hay sao nhờ? Ron của thành mình bị chết kìa. Luyện tập thôi. Đó, vậy thôi, vậy ok ha. Mình cứ đảm bảo với anh em là nếu có chuyện gì xảy ra hay mình có gia nhập gì hay là mình có thay đổi gì mình sẽ qua thông báo cho hai huynh. Được. À, để cho có một cái thế trận cân bằng nhất cho hay nhất có thể. Đó, à, vậy thôi. Ta đồng ý. Rồi, ok, mình hiểu à. Được, về thôi. Bọn ta rồi, xin okay phép xin về đây. Chào lãnh chúa Bi. Rồi. Cáo từ lãnh chúa Bi. Ok, tạm biệt lãnh chúa Lavabo với lãnh chúa Khoi nha. Thế thì quá dễ. Rồi, tạm thời anh em lãnh chúa Khoi ơi. Em nó vui hơn. Thế thì sẵn có lãnh chúa đây luôn. Thì lãnh chúa có đồng ý với cái việc là thành tôi và thành của lãnh chúa cùng nhau khai thác cái mỏ đá đó, cùng nhau phát triển hay là không? À, ta đồng ý. Và không những là khai thác mỏ đấy mà khi mà chúng ta được đà chúng ta lấn khai thác thêm ở các mỏ khác nữa. Chúng ta sẽ hỗ trợ nhau. Được, bên nào va chúng ta va bên đó. Được, ta đồng vậy ý. Hai lãnh chúa ơi, hai lãnh chúa có đồng ý đi qua quán rượu ăn nhậu uống cà phê để kiểu gắn kết thêm cái tình anh em của hai lãnh chúa không? Cho ta được nói. Đây là các lãnh chúa cấp cao đang nói chuyện, nhà ngươi chen mồm vào gà bươi, đáng tội chết, tội chém đầu. Tha mạng, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Bình tĩnh nói. Tìm lãnh chúa tha mạng, đây là mẹ của tôi. Ủi. Hả? Cái gì? Mẹ luôn hả? Mẹ nuôi thôi. Ôi ôi, con chào bác. Con chào bác. Cái gì? Lãnh chúa Khôi à, lãnh chúa nghĩ thế nào được tuyển cô gái này về thành của chúng ta? Ta thấy ok. Ôi đó, lãnh chúa Khôi ạ. Cô nương này như là người ở trong một cái thành khác rồi. Cô nương này là thành đâu? Không, chưa vào thành nào đâu. Đúng rồi, cái mẹ con là vũ nữ, mẹ thần là vũ nữ, thưa lãnh chúa. Lãnh chúa Khôi à, ta thấy hợp với lãnh chúa đó, ta đi trước nha. Chúc lãnh chúa ngon miệng. Cho mẹ. Tôi nào lấy lại sĩ diện cái này dễ nè, tôi sau lưng nè. Anh giặt đồ của tôi rồi nha. Ai thì ra đây đứng. Nói cái này tôi chọc đam đồng viên 198 đam mà không nhìn sao bên đấy không chết, có vẻ giáp hơi nặng. Xin lỗi, thứ lỗi cho ta đã tin tưởng vào nhầm người. Có một người muốn đấu với vị anh đài một lần nữa, vị anh đài có muốn chấp nhận hay không? Tiểu Anh ơi! Bên đấy, thôi giờ có chủ thành rồi lấy xin phép cháu nuôi nhé. Được. Tiểu Anh ơi! Trời ơi, chờ ta chút nha. Vâng. Ơ kìa. Đúng là mỹ nữ. Được rồi, mình để thì chủ khách điếm này họ giải quyết việc riêng nữa đi, sau đó mình tới việc của mình cứ đây đợi đi. Được. Mình phải thể hiện là mình là người văn minh, mình lịch sự. Chết ta. Hai vị huynh đài có chuyện gì cần nói không? À không, ta muốn cuộc này bí mật, không có bên nào khác hết. Mùi ơi, nên, không cảm muốn bên nào khác, mùi né mặt một xíu được không? Nếu mùi chui ra đây luôn tí ạ, xong rồi. Nam Nghi à,
Ông ấy mình lên phòng nói chuyện được không? Chị khách điếm thôi. Dạ được, dạ được. Lên phòng, lên phòng. Được, được, được. Lên phòng đi. Không có nhiều thời gian. Ta trước hay nhà ngươi trước? Tôn Tuấn. Để ta giới thiệu trước, giới thiệu với lại cô chủ đây đến là đức vua của chúng ta. Đức vua Lababo. Chào vị cô nương. Xin chào đức vua ạ. Có thấy vẫn còn có người ở bên ngoài đấy. Lên lầu đi. Đóng cổng thành. Đó. Dạ, mình lên lầu đi, mình lên lầu cũng được, mình lên lầu, có lầu ở đây luôn. Bên này, ra, bên này. Mình lên pate luôn. Bên trái đấy chú ơi, bên trái, bên trái. Ta trước hay nhà ngươi trước Tôn Tuấn? Cái gì trước nữa? À, ý là ai ai nói mình trước đây, mình đang bàn chuyện. Thì đấy. Thì ta nói xong rồi, giờ đứng vô nói đi chứ. Mình nói xong thì tại hạ cá lưu trước thì đứng vô đây, đứng vô muốn sao cũng được. Nhưng mà nhà ngươi bảo là nhà ngươi qua bên đây cho ta ở đấy. Được. À, thì đức vua giới thiệu đi, phải giới thiệu về mình chứ. Trời. À, kính thưa vị cô nương, tôi thì là một đức vua thật, giết người các thứ đồ hay là đi đánh trận tôi rất là hùng mạnh và không sợ hãi. Nhưng đứng trước với một cái vẻ đẹp mà xinh tuyệt trần như mỹ nữ đây, ta có một chút xíu bối rối. Mong mỹ nữ đừng để bụng. À, cảm ơn đức vua, nhưng mà sao đức vua thở gấp quá vậy? À, ta hồi hộp ấy mà. À, đức vua có cần ngồi xuống chiếc giường để nghỉ ngơi cho nó đỡ hồi hộp không? Thôi được rồi, cho ta đứng đi. À, cho ta tự giới thiệu. Hôm nay đức. À, vâng ạ, đức giới thiệu. Cho ta. Ta tự giới thiệu, ta là đức vua, đức vua Lababo của thành Raven, văn võ song toàn, võ công gọi là cái thế ở cái trần gian này, chân không sợ, chân đạp đất, đầu đội trời, người như ta ngàn năm có một. Wow, nhìn đức vua là tiểu thiếp tên là Đông Vũ cũng xin được diện kiến đức vua. Đông Vũ à, mũi đẹp lắm. Thần thiếp cảm ơn đức vua ạ. Hôm nay đức vua có chuyện gì đã đi sang đây? Tôn Tuấn à, cái gì hồi nãy giờ ta nói với nhà ngươi ở nhà đó, nhà ngươi nói cho vị cô nương này nghe đi. Thì ta biết là ở cái tổ điếm này thì khá là nhiều các thành có qua lại đây. Thì chắc là con xin 3.000 ít nhiều thông tin của nhất bên thì ta muốn là cô nương có thể thu thập lại và báo thông tin với thành của chúng ta. Thì bây giờ thì chúng tôi có thể là muốn cô nương tìm hiểu về thành này thành kia thì chúng tôi sẽ báo cô nương có thể lấy thông tin cho bọn tôi với chúng tôi. Một chuyện khủng khiếp như vậy làm sao tiểu nữ có thể làm được? Đức vua bình tĩnh. Không có. Ta thật hồ đồ. Ta chỉ muốn. Bảo tin là với nhan sắc của cô nương thì chuyện nó rất là dễ dàng. Đúng rồi. Ta nghĩ là hai huynh đức vua và tướng cơ vô kích quốc sư Tôn Tuấn ở đây tìm nhầm người rồi. Ta không làm được chuyện thất đức như vậy đâu. Này, này vị cô nương, lại đây. Vị cô nương à, vị cô nương hãy giúp bọn tôi cái ân tình này đi. Ân tình này ta hứa không bao giờ quên. Đức vua đừng năn nỉ tiểu nữ cũng chỉ là một vũ công hiền thôi. Tiểu nữ sợ tiểu nữ không làm được rồi lúc đó lại xảy ra chiến tranh loạn lạc nữa. Vị cô nương hãy cầm cái số cầm cái này đi. Vì cô nương thấy sao? Công việc nó có dễ dàng hơn chưa?
Tự nhiên tôi nghĩ là chuyện đó thì cũng là bình thường thôi. Tại vì vốn dĩ là nơi đến đây là khách tới là cũng để trò chuyện và nói chuyện mà. Thế nên là cái chuyện đó thì cũng là cái chuyện kinh thiên đại nghĩa thôi. Nếu như mà Đức Vua có muốn tìm hiểu về thành phố nào hay là thành thị nào thì Đức Vua cứ bảo ta có thể giúp đỡ được. Được, cảm ơn vị cô nương đây. Nhưng nếu quán này mà có vấn đề gì thì cứ bảo cho thành của ta. Ta hứa sẽ đảm bảo an toàn cho vị cô nương, coi như là một lời cảm ơn của ta dành cho vị cô nương ở đây. Cảm ơn Đức Vua rất nhiều. Nhưng mà thành của ta sợ là nếu như ta chỉ có một thỉnh cầu nhỏ thôi. Nếu như mà ta có chuyện gì trong lúc mà làm nhiệm vụ á, thì chỉ mong Đức Vua có thể xây mộ của ta ở trong thành của mình là được. Vị cô nương à, ta hứa vị cô nương không chết đâu. Nếu ai lấy mạng của vị cô nương trong cái kinh thành này đều phải trả giá đắt. Ta hứa vị cô nương đấy. Ta thật là bây giờ mới hiểu cái câu gọi là oai phong lẫm liệt rồi như thế nào. Cảm ơn Đức Vua nha. Đức Vua ơi, ngài lột đầu ra đi. Ây, xin không. Xin hả? Cô nương, chưa. Cô nương rồi. Để ta xăm hình, ta xăm tên của vị cô nương này và mặc vị cô nương này lên người của ngài. Ây, thôi đừng. Nhà ngươi đợi, nhà ngươi đợi ta tí. Nam nữ thôi thổ bất thân. Nhà ngươi đợi ta tí. Để ta xăm lên mặt của nhà ngươi lên người của ta. Coi như là để làm lòng tin. Tốn tốn, nhà ngươi hãy làm đi. Ta không muốn thấy cái mình nó mí ra đâu. Đừng mà Đức Vua ơi, giờ rồi ân tình ta nhận là cũng xong rồi. Đức Vua xin hãy từ trọng. Được nha, thế là nhà ngươi đã đồng ý rồi đúng không? Ok, xong rồi đấy Đức Vua à. Chuyện của ta ở đây xong rồi, ngày thì chuyện riêng của ngài thì ngài giải quyết ở đây nha. Ta đi trước. Đúng, nhà ngươi xuống dưới đi. Người ta nói chuyện với cô nương này. Vị cô nương à, ta đây. Ta có thể gọi vị cô nương đây tên gì cho dễ xưng hô không? Chàng có thể gọi ta là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ à, thế ta gọi là Vũ cô nương nhé. Còn gọi ta Vũ Vũ được rồi. Thôi, ta thích gọi Vũ cô nương, nghe cho nó dễ thương. À, từ đây về sau ấy, chỉ có ta và Vũ cô nương đây, thì Vũ cô nương không cần phải gọi ta bằng Đức Vua đâu. Vũ cô nương gọi ta bằng Bô chàng cũng được. Ta gọi chàng là Bô công tử được không? Nhưng mà chỉ gọi khi không có người thôi nhé. Còn ví dụ mà có các tráng sĩ của các thành khác hoặc của thành ta thì không nên gọi như thế. Ta hiểu mà. Hôm nay thì rất là vui vì được gặp Bô công tử đến đây. Cảm ơn Bô công tử. Ngoài kia thường khi mà có chuyện gì thì về đây ta có thể trị thương cho tài ạ. Ta qua đây, ta qua đây thì nhiều khi nó bất ổn. Tại vì dạo này trong cái kinh thành thì cũng loạn lạc lắm Vũ cô nương à. Nếu ta có bị gì, ta sẽ cho lính qua rước vị cô nương về thành của ta có được không? Ta có một câu hỏi nhỏ là hiện tại trong lòng chàng bây giờ đã có ai chưa? Cho ta được nói, ta là một đức vua của một nước, rất nhiều việc, không có thời gian để yêu vị cô nương à. Ta đau đầu lắm. Ta đau đầu về phát triển về kinh tế, phát triển quân, làm sao để cho thành của ta mạnh nhất. Nên ta không có thời gian. Chàng đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Thì tiểu muội hụt hiểu rồi. Vị cô nương đây đã có người yêu chưa? Đi. Cho ta hỏi vị cô nương đây đã có người yêu chưa? Tiểu nữ thì làm gì dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Hiện tại thế giới đang loạn lạc như này, ngày ăn cơm còn chưa no, lo chưa tới thì làm sao mà nghĩ đến chuyện yêu đương được. Nhưng mà cho ta nói, tạm thời vị cô nương cứ làm đây đi. Nhưng hứa với ta là ở đây dù như thế nào đi nữa, đừng cho có tráng sĩ nào đụng tới cơ thể của vị cô nương được không? Đó là thỉnh cầu của ta. Chàng im tăng đi, ta bán nghệ chứ không bán thân. Chàng nghĩ ta là kiểu người con gái gì vậy hả? Không, không, vị cô nương, hãy đứng lại.
ý của ta không phải là như vậy. Ý của ta là chỉ muốn nói cho vị cô nương hiểu thôi, chứ không có cái suy nghĩ như thế. Vị cô nương à, vị cô nương hãy ở đây làm việc một thời gian, xong nhiệm vụ cho ta, rồi vị cô nương về bên hành của ta, chính thức lên ngôi tòng chúa thái hậu chứ. Ủa? Ta nhầm. Thái hậu là vợ, là mẹ của vua mà. Đầm cô nương. Adam, hoàng hậu đó. Xin lỗi vị cô nương, cha của ta là vừa mới lâm bệnh băng hà, ta mới lên chức vị này được 2 ngày thôi, nên là còn nhiều thứ ta bỡ ngỡ. Ta hiểu mà, nhưng mà ta cũng mong đến giây phút đó khi mà chàng có cơ ngơi sự nghiệp rồi, chàng sẽ không quên ta, chàng sẽ không chọn một nữ nhân khác. Vũ cô nương à, khi mà ta đến cái vị là đức vua rồi thì ta phải làm sao? Ta là người nói được làm được, ta sẽ có chữ tín, thì ta nói các vị huynh đài trong triều đại của chúng ta mới nghe ta được chứ, đúng không? Nếu ta là một người sống không có tình, không có nghĩa thì làm sao quản lý một giang sơn được. Bây giờ ta gửi Huynh cái mũ này coi như là tín vật, khi mà nhiệm vụ làm xong thì chỉ cần chàng gửi lại cho ta là được. Ta đi đây. Từ từ, vị cô nương, cho ta nói lời cuối. Ta sẽ đeo cái mũ này suốt đời, nhưng vị cô nương à, Vị cô nương hãy giữ cái kiếm này của ta đi. Nếu đây là một bộ phim thì nó xứng đáng đạt giải Oscar. Cái kiếm này coi như là ta tặng vị cô nương để mà gọi làm kỷ niệm. Trên cây kiếm đó có khắc tên ta là Vả Bồ. Trong kinh thành này không có ai có cả. Ta cảm ơn chàng, nhưng ta hy vọng chàng đi ra chiến trường, nếu mà có chuyện gì nguy hiểm hãy nhìn cái mũ trên đầu của mình để nhớ mình có nơi để về nha. Yên tâm đi, trong phút lâm nguy ta sẽ nhớ đến vị cô nương, ta sẽ về. Chàng đừng nói bậy. Từ từ mình để cho ta nói. Ta sẽ gom hết vàng bạc châu báu, ta và vị cô nương đây sẽ đi xa sống một cuộc sống mà không ai biết đến hai ta hết. Vị cô nương có đồng ý không? Được rồi, không lâu nữa, mình ở trong đây lâu quá người ta nghi, bây giờ mình đi thôi, nhớ nha. Đi xin mời đức vua đi ạ. Đức vua đi đường này nha. Được rồi, cảm ơn vị cô nương. Đức vua đi cẩn thận ạ. Được rồi, vị cô nương bảo trọng nha. Đức vua bình an ạ. Được rồi.